Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về học phần hóa học thực phẩm, chương 2, protein. Mình có một số câu hỏi trắc nghiệm để cho các bạn xem tham khảo để thi và kiểm tra nhé. Về protein, protein là một thành phần quan trọng trong thực phẩm, có trong các loại như là thịt, trứng, sữa, các loại đậu, vân vân. Chúng ta có bao nhiêu loại, câu 27, có bao nhiêu loại protein tham gia cấu tạo axit amin? Thì chúng ta có 20 loại nha. Chất dự trữ chính trong lòng trắng trứng là albumin, các bạn nhớ albumin, còn khi nó đánh thì albumin là đúng rồi đó. Lòng trắng trứng, các bạn nhớ albumin. Còn myoglobin này là trong thịt, lutein. Lutein này các bạn nhớ là trong bánh mì nha. Trong bánh mì có hai loại lutein và cái gì đó. Cái loại lutein này là cái làm cho bánh mì nó có một cái độ dai và xốp. Trong môi trường kiềm mạnh, nhiệt độ cao thì protein sẽ bị như thế nào? Là cùng mang điện tích âm. Chúng sẽ đẩy nhau và không tạo cái tủa. Tại vì có kiềm thì nó sẽ không tạo cái tủa được. Nếu albumin trứng có Bi, Bi là pH đẳng điện, thì môi trường nào sẽ cho nhiều cái tủa nhất? Thì các bạn lấy cái giá trị mà gần với Bi nhất là 5,1. 5,1 cách ở đây là 0,5, còn 4 cách ở đây tới 0,6 lần. Cho nên các bạn lấy gần nhất nha. Tạo chỗ nhiều nhất là gần với Bi. Bi, Bi là như gì? Bi là Bi, chúng ta có khái niệm Bi là pH đẳng điện. Ở pH đẳng điện thì các protein sẽ không cái mang điện tích gì hết, hoặc là tổng các điện tích âm bằng tổng các điện tích dương. Ở đó thì nó sẽ xảy ra hiện tượng kết tủa ha. Tổng điện tích âm bằng tổng điện tích dương. Phức chất có liên kết này gọi là liên gần giống với liên kết peptide của protein là loại nào? Đây là biure. Biure là phản ứng sẽ ra màu tím. Đây là cái phức chất giống gần giống với liên kết CONH của peptide. Tiếp theo là nhóm amino acid nào sau đây có chứa lưu huỳnh nha. Ở đây, ở trong nhóm 5 các axit amin nào có chứa lưu huỳnh á thì nó sẽ gồm 3 amino acid sau đây là cysteine, cysteine và methionine. Cysteine, cysteine và methionine nha. Chúng ta có thể thấy được là có 3 cái amino acid này nó sẽ chứa lưu huỳnh nè. Bọt CO2 được giữ bền là do đâu? Là các protein hòa tan ở trong man. Man là quá trình mà các bạn sau khi mà các bạn làm bia thì chúng ta sẽ có lúa lúa mì và trộn với hoa hút lông sẽ tạo thành man man đại mạch. Các bạn chỉ cần nhớ là các protein hòa tan trong man. Nhóm nào sau đây chỉ gồm toàn amino acid không thay thế? Thì có định nghĩa phân loại dựa theo giá trị dinh dưỡng thì có hai loại amino acid thay thế và không thay thế. Amino acid thay thế gồm có lysine, alanine, serine, cysteine, proline, tyrosine, aspartic, glutamine, acid aspartic và acid glutamic. Đây là những amino acid thay thế. Còn các amino acid còn lại là amino acid không thay thế. Đây là 8, có 8 loại amino acid cần thiết cho người lớn là các loại như sau đây. Và ở trẻ em thì cần có thêm hai amino acid cần thiết là arginine và histine. Ở trẻ em thì có 10 loại, còn người lớn là 8 loại nha. Chúng ta có lysine là thay thế rồi, glutamine là thay thế rồi,
Còn Serin cũng là thay thế này. Serin là thay thế nè, lysine là thay thế nè, glutamine là thay thế nè, cho nên có phenin, alanin và valine là amino acid không thay thế. Amino acid nào sau đây có R là nhóm hydro thì là lysine. Đây các bạn có thể thấy được. Ở đây gốc R, gốc R là gốc này là hydro, là chỉ có là lysine thôi, còn các mấy thằng khác là gốc có một cái nhánh khác. Liên kết peptide là liên kết được tạo thành từ các nhóm nào? Từ nhóm COH và nhóm NH2. Các bạn thấy nhận NH3 là loại nè của hai amino acid kế tiếp nhau. Đây là định nghĩa của liên kết peptide. Các bạn nên nhớ định nghĩa này nha. Tiếp theo, dựa vào đặc tính cấu tạo hóa học, các amino acid được chia làm mấy nhóm theo hóa học nha. Đặc tính cấu tạo hóa học làm 7 nhóm. 7 nhóm như sau. Nhóm 1 mono như thế này. Nhóm 2 diamino mono carboxid là một amino, một carboxid, đây có một gốc nè. Nhóm thứ hai có hai nhóm nitơ và một nhóm carboxin. Nhóm thứ ba một nhóm nitơ nhưng mà có tới hai nhóm carboxin. Nhóm thứ tư amid của amino, nó là một cái dạng amid nha, là cái nhóm CONH2, CONH2 là gọi là amid. Thứ năm, axit amin chứa lưu huỳnh. Chứa lưu huỳnh là các dạng nãy mình đã nói rồi. Nhóm 6, axit amin nhân thơm, đây có một cái nhân thơm ở đây. Nhóm 7, dị vòng. Cái vòng này là, nó không phải nhân thơm, là một cái vòng dị. Là nhóm 7, đây là cấu tạo hóa học có 7 dạng. Nguồn protein là sau đây hoàn hảo nhất. Là protein từ sữa nha các bạn, hoàn hảo nhất về mặt dinh dưỡng. Cơ thể chỉ hấp thụ được các dạng amino acid dạng nào? Thì chỉ hấp thụ được dạng L, alpha amino acid. Dạng D là không hấp thụ được, và chỉ L, alpha amino acid. Còn đường á, sau này mình học đường. Sau này mình học đường là dạng đường D glucose, D alpha glucose. Còn acid amin á là L alpha amino acid. Phản ứng Biore xảy ra đối với hợp chất nào? Có hai liên kết peptide trở lên thì mới xảy ra phản ứng màu Biore, màu tím. Chitin là polysaccharide có mặt trong đâu? Vỏ tôm. Này quá quen thuộc rồi ha, chitin là trong vỏ tôm. Chất này có công thức tổng quát của chất nào? Đó là dạng ando. Dạng ando là như thế nào? À, đây là một câu hỏi đã qua phần đường chương 3. Thì cái phần đường mình sẽ làm trong video tiếp theo. Thì video này mình chỉ làm về chương 2 protein thôi. Thì các cái câu tiếp theo mình sẽ làm trong các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đây là hóa học thực phẩm chương 2 protein. Nếu thấy các video hay thì các bạn có thể chia sẻ cho mình để mình có động lực làm video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.